Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Peo. Và ngày hôm nay thì mình tìm được một cái map gì mà có tên là hình như là Đại Chiến Robot. Cái gì bạn để coi nào. Ôi, Chiến Tranh Robot này. Đọc qua thông tin nào. Ở đây ghi là nếu đầy thanh năng lượng thì bạn sẽ biến thành robot. À, ok. PE thì click vào đây để bắn. Còn PC thì bấm vào nút E. Ok, đọc kỹ hướng dẫn trước khi chơi bạn ạ. Ô, có thể thế được à? Ô, chọn cận chiến hay là chọn tầm xa cho cận chiến nhỉ? Tôi mới thích xài cận chiến. Ô, bắn đồ này. Wow, có file bên cái gì ấy, có lửa gì ấy, triệu hồi bên đây. Ê, thử mua thử triệu hồi bên ra. Ở đây có triệu hồi này, xong rồi có hồi máu này kìa. Tôi cũng không biết, có gì lag rồi. Rồi, xong luôn. Lag luôn bạn ạ. Ok, bấm mua thử mà nó lag luôn này, không chơi mua này là sao? Rồi, xong luôn. Rồi, xong rồi lag phòng rồi. Ok, nó là như nào ta? Ok, nó lag phòng luôn bạn ạ. Hết lag. Ok, mày quá. Rồi, kệ đi. Chắc là khỏi cần mua bạn ạ rồi. Ngày hôm nay cái trải nghiệm thử xem cái ba cuộc chiến đại chiến robot này, chiến tranh robot này nó có gì hay, nó có gì thú vị không bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên những cái đăng ký ủng hộ bé bạn nhé. Đấy, hôm qua đấy. Tự nhiên bay lên trên. Tự nhiên mình làm cái gì mình bay lên trên bạn ạ, ảo nhở. Tự nhiên mình bay lên trên này, chưa hiểu lắm hôm qua đấy. Hóa ra là lấy quà bạn ạ. Lấy quà nè. Cái bạn ơi, ok bạn ơi, ăn quà, lấy quà. Đánh to, đan to vậy. What? Sao hình như là kiếm của mình nó yếu quá bạn ạ. Ủa sao tự nhiên kiếm mình đang khỏe vậy. Ôi, mấy ông kia đánh cái đan to biết sao. Ôi dồi ôi, sao mình đang bé nhở. Kiểu là ai đây. Này thì. Ok bạn ơi, nè. Này sao đúng rồi, sao đúng rồi. Ơi chạy có quai này. Triệu hồi. Không biết là triệu hồi chấm bom làm gì bạn ạ. Chả này thì bây giờ ghê phép bạn ạ. Ok, làm ok là bạn ạ. Ôi, mà khi nào mới đủ để tích được cái robot ta, không biết là khi nào mới được ra triệu hồi được cái robot bạn ạ. Ảo thế nhờ. Này thị. Úi dồi ôi sổ, cũng mạnh đấy. Cũng mạnh. Ê à, đau. Thế à. Này thị. Mày thì, ô cái mày, độc dược ấy. Bình độc ấy, ôi. Nhưng mình có thể ném bình độc không? Ô, ném bình độc chúng rồi kìa bạn ơi. Tôi vừa ném bình độc chúng bạn ạ. Này thì ôi, gần chết bằng kìa. Ây à, quên mất không một báu bạn ạ. Khỏe đấy. Ui, cái kiếm này có vẻ là uy tín bạn ạ. Uy tín đấy. Đi nhận lượng quà, phải đi lượng quà bạn ạ. Đi lượng quà cắt thứ nữa. Không biết khi nào mình tích đủ cái điểm robot đây. Ha. Ở đây, hộp quà mấy này. Ê, có hộp quà may mắn bạn ơi. Đây rồi. Ui, gì ấy, có thiếu đốt à? Ai chạy chà. Chúng không? Ôi chúng không kìa. Ê, cầm nhầm đồ bạn ơi. Trời ơi, ôi sao mấy ông kia đánh khỏe nhở. Như kiểu đánh mình đủ hai cái chết luôn mà nạ. Ảo vậy ta. Hết gà chạy nhanh rồi. Mình không biết cầm súng khỏe hơn không nữa. Mình lỡ chọn trận chiến rồi. Mình không biết là cầm súng có ngon không bạn ạ. Bạn ơi, lên cho bạn ơi, lên chiến thôi. Lên chiến nào. Ôi, ông vừa chiến góc nhìn thứ ba kìa. Vai chụp hưởng ạ. Chơi góc nhìn thứ ba sao đánh lại. Rồi ôi, ông kia chơi PE góc nhìn thứ ba nó khỏe quá bạn ạ. Ok, thề chứ nếu mà cận chiến thì bên PC thua PE ra, bởi vì PE đánh xa kinh lắm bạn ạ. Đứng xa như đánh tầm 5 ô 6 ô bạn ơi, ghê lắm. Đánh tầm 5 ô 6 ô à. Ok, triệu hồi trứng bom này. Nhưng không biết là trứng bom này nó có công dụng gì bạn ạ. Ok, mình cứ triệu hồi trứng bom đi. Ôi trời ơi. Thôi ông kia thôi nha. Ông kia góc nhìn thứ ba không chơi bạn ạ. Chơi góc nhìn thứ ba chơi không lại đâu. Chịu bạn ạ, chịu luôn đấy. Mình chịu bạn ạ. Ok, mình sẽ tích nộ nào. Xem mình tích nộ cái trứng bom có công dụng gì nhỉ. Mình chưa hiểu là công dụng của trứng bom bạn ạ. Ôi dồi ôi. Chơi. Ê không chơi. Ê này. Không chơi góc nhìn thứ ba nha. Chơi góc nhìn thứ ba. Đánh xa 5 ô sau đánh lại. Rồi, mấy ông chưa góp nhìn thứ ba đánh tận 5 ô bạn ạ. Ủa mất kiếm rồi, Ủa sao mất kiếm rồi. Ủa sao mất kiếm rồi. Không có kiếm. Ủa sao mất kiếm rồi. Ủa ai cầm kiếm.
rồi. Mất kiếm, mất kiếm rồi này. Thanh kiếm, thank you. Ủa có ai cầm kiếm không? Ủa là sao ta? Tự nhiên mất kiếm lại, chưa hiểu bạn ơi, chưa hiểu lắm bạn ơi, nó mất kiếm này. Ok thôi cầm súng vậy. Tự nhiên mất kiếm bạn ơi lại nhở, chưa hiểu bạn ơi, chưa hiểu lắm. Ê cho súng đi. Ê ông nào cho mượn khẩu súng đấy. Tự nhiên mất kiếm bạn ạ, không sao kệ đi. Rồi ôi ok luôn. Ô cầm súng có vẻ bệnh nha. Ai chà chà, cầm súng có vẻ là bệnh mà có vẻ mạnh đấy, súng có vẻ mạnh đấy bạn ơi. Nha. Mà không biết khi nào mới tích được đủ đầy nộ bạn ơi này. Làm sao mà đến cái mày béo được bạn ơi này. Ủa thế này biết khi nào mới full nộ. Trời ơi, cái này sáng mai à? Súng thì cùi bạn ạ, trong cửa hàng thì không bán súng nhá. Cửa hàng bán cái đồ đâu bạn ạ. Đồ cùi lắm. Ê, nhìn xong này nha. Tránh xa, ông này bạn ơi, tránh xong này nha. Ông lại chơi chém xa mấy ô bạn ạ, chơi chém xa 5-6 ô đấy. Đấy không lại đâu. Tốt nhất là nên tránh xa bạn ạ. Bắn xuống. Núp à? Núp này. Ôi, cái bé hấp thật đánh xa tận 5 ô kìa. Kinh hoàng ở súng bạn ạ. Mình có thiết đốt này bạn ơi, mình có thiết đốt này ngon. Lửa cháy đi. Hay, lửa cháy nè. Cháy chưa, bừng cháy chưa. Ok bạn ơi nào, mình sẽ cố gắng tích nộ xem là khi mà full nộ được cái gì bạn ạ. Mình chưa full nộ bạn ơi. Ôi đi đi. Ủa ông bảo nên lấy cầm dư đồ rồi. Mình có kiếm mà ta mà mất kiếm rồi ơi. Ê Nhật, Nhật ơi, đưa anh súng. Trời ơi, đưa anh súng nè. Ủa rồi. Ủa mất vũ khí rồi. Ủa map này kỳ thế nhỉ. Ok. ok rồi ấy. Rồi. Đó. Chơi bạn ơi, nào, chơi. Lên cá gấu peo ơi. Đó. Lên. Đó, tấn công nào. Ai chả. Chạy đâu. Ok bạn ơi. Lên nào. Ôi. Đau nha. Bắn đấy đâu vậy? Ủa ai được bắn sau lưng vậy? Ok. Ui móc lốp à. Móc lốp cũng kinh nha, móc lốp cũng ghê đây. Ôi tí cho bạn ạ. Lên anh em ơi. Ui chà. Ok, mình được một nửa thanh nộ này. Không biết là khi, không một nửa chứ. Không biết khi mà full thanh nộ được cái gì bạn ạ. Nghe thử xem là full thanh nộ có gì hay ho không nhá. Ai chà. Bên này có người bạn ơi. À, biết ngay mà. Ok bạn ơi nào, lên đây. Bắn này, bắn từ xa bạn ơi. Ui, chúng hơi nhiều nha. Ok bạn ơi rồi. Thanh nộ bình tích hơi bị nhiều đó. Ôi bắn đấy, đâu vậy, đâu. Có người, à cứ đi. Ok bạn ơi, ông Dino ăn mất mạng rồi. Đang ăn mạng lấy nộ bạn ạ, mà ông kia ăn mất mạng rồi.
Ôi ôi, ông Dino tọa mất mạng rồi ạ. Bây giờ không được cái mạng nào rồi ạ. Thế này sao tích nộ giờ. Trời ơi, ông Dino đấy giờ ăn mạng mình hơi nhiều nha. Cái map này không biết bạn có làm cái thanh robot này như thanh nộn nó hơi bị dài của bạn ạ. Bây giờ mình ăn được khá nhiều mạng chứ mà không tích nộ nè, đó. Thế này không biết khi nào mới tích được đầy thanh nộn bạn ạ. Trời ơi. Thế này chắc để sáng mai mất bạn ạ. À đây bây nhở. Ok bạn ơi, rồi thanh nộ bình nó khá là nhiều bạn ạ. Ôi trời ơi, không chơi góc nhìn thứ ba mà. Ủa quá lô, ủa thực kệ mình rồi. Chứ bây giờ có nói các bạn ấy vẫn chơi mà. Thực kệ mà biết sao giờ. Ok, mình đứng dùng các bạn ơi. Mình chỉ cần giữ khoảng cách là được bạn ạ. Rồi, mà bé sắp full nộ bạn ơi, tôi sắp full nộ bạn ơi. Rồi, mèo béo sắp full nộ nè. Ai đấy nè, ai đấy nè, ai bên đấy nè. Mình thấy bên này có người, thấy bên này có người nè. Ok bạn ơi, rồi. Đấy ạ, bây rồi, ơi ơi. Biến thành robot bạn ơi, ủa robot bạn yếu vậy. Đấy ơi, mèo bé biến bạn ạ, ui. Đan robot gì đấy. Không biết cái đan robot tính kiểu gì bạn ạ. Ôi ôi, thế hết rồi à. Ôi, mua thế rồi à. Ôi rồi ôi, tích nổ robot đã lâu rồi mà. Ai à, bay biến với robot này. Ngon, ok bạn ơi. À, mình vẫn là robot nha. Ôi ôi ôi, robot đại đam hơi phèn nha. Đánh giá robot đại đam nó không to mà. Nó cứ thế nào á, ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi, hồi máu ạ, hồi máu, ủa, hồi máu ạ, ủa. Robot này cùi vậy, ủa, không biết máu đen, ủa. Sao nó không biết máu? Ôi rồi, có 20 đam rồi, thôi. Cái map này nó lừa rồi. Ôi rồi, đánh giá robot này là không giòn nè. Ôi giời ơi, bạn ơi, ok rồi. Thì nhìn chung là sức mạnh robot này còn yếu hơn cả đánh thương bạn ạ. Trời ơi, robot gì còn yếu hơn cả bắn súng thương nữa. Nó khá là phế vật, ok. Thì mong rằng bạn chủ map có thể chỉnh sửa lại cái robot nha. Chứ mình thấy robot này hơi bị yếu, hơi bị phế bạn ạ. Ok, video xin phép được cái thủ này thôi. Bạn có cái đó gì muốn mềm béo làm dù nữa thì hãy để lại bình luận dưới bên nhé. Chứ bố này phế của bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.